Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay HNT sẽ làm về một cái em rồng có 4 chiêu nha các bạn. Con này đẳng cấp là cấp E. Đó, nó đơn giản chú ấy là cấp E và nó có rất là nhiều màu. Nhìn chung đó là nó có tới 7 màu lận. Đây, và chúng ta colorful có nghĩa đó là màu sắc các bạn. Ta có thể đặt tên cho nó là cái gì ta? Rồng bảy màu hay là rồng màu sắc hay là màu sắc rồng? Ok, anh em nào có cái tên hay hay có thể comment trực tiếp vào bên dưới video nha. Anh tài nâng cho nó lên level 15. Ôi trời ơi, một thân hình vô cùng nóng bỏng luôn các bạn à. Wow, hiệu ứng rất đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho nó là màu sắc rồng đi. Đây, tạm thời là như vậy. Màu sắc rồng. Ok, và anh em nào có cái tên nào hay hay hãy comment bên dưới nha. Anh ta sẽ đổi tên cái baby này cho các bạn xem cho vui. Và bây giờ chúng ta hiện tại đang có một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là phải lao vào cái khu vực này, bật cái chế độ sinh tồn lên và xuống sát luôn cái em mới nè. Giá cái con màu sắc rồng đi biểu diễn cho các bạn xem cho vui. Action, nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó chính là chúng ta phải solo với những cái bé này và giành chiến thắng. Khi mà win được ở đây thì mình mới nhận được một cái món quà đặc biệt. Một cái món quà đặc biệt đó chính là năm mảnh con thần mặt trời thì phải ấy. Cho các bạn xem chú màu sắc rồng của mình nè. Tuyệt chiêu. Wow, tuyệt chiêu là 7 màu luôn. Trời ơi, nhìn đẹp quá cơ. Victory. Hai cục thành công bé Puma và mình nhận được 5 mảnh. Rồi, con đường đến cái bước thứ 3. Đến cái bước thứ 3 là chúng ta sẽ được 10 mảnh. Rồi, cố lên. Này nó gì tốn tới 18 tiếng rồi. Cái này hơi bị gắt luôn á, làm như là càng lên cao nó càng gắt ấy. Rồi mình sẽ vào luôn cái khu vực kế bên. Chúng ta sẽ giác cái con màu sắc rồng đi vì như là nó không có trong danh sách rồi. Nên phải giác mấy cái bé này đi đỡ vậy. Xíu nữa mình sẽ vào cái khu vực arena ở cái khu vực list để chiến đấu cho các bạn xem, cũng như là biểu diễn về vẻ đẹp và sức mạnh của chú ấy. Wow, và anh em xem video thì hãy cho HNT một subscribe nha. Đây là kênh YouTube của mình và mong các bạn hãy đăng ký kênh và mở thông báo lên để khi mà HNT ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Rồi, và HNT sẽ livestream trực tiếp vào buổi tối lúc 7 giờ. Mong anh em hãy xem ủng hộ mình với. Wow, hai hiệp chiến đấu rất ngoan cường và anh lên level 33 rồi. Ôi trời ơi, đẳng cấp 33 thì nó bán cho mình 2M, thôi bỏ đi. Cái này nó khá là đắt đỏ. Hiện tại đang có một cái advent rất là thơm và ngon á. Em ta đang để dành điểm để chơi cái advent này. Và làm sao mình chắc mình bỏ 250 điểm để mình lấy cái này luôn cho nó lẹ quá. 100 điểm này xem nó cho mình cái gì nè. Trời ơi, nó cho mình một bước đi lên luôn. Một cơ lên mây luôn. Lên nữa luôn. Em muốn lên nóc nhà thử xem trên cái nóc nhà này nó có cái gì. Tới luôn anh ơi. Wow, càng ngày càng cao nhỉ. Ôi trời ơi, hình như là mình đang đi rất là xa vời luôn ấy. Trời ơi, lên đây nở lòng nào đâu, nó cho đi có một bước một. Gắt dữ người ta. Mình lên cao quá rồi. Em đi cao quá, em đi luôn đi nha, không có đường trở về luôn. Rồi bây giờ thì chắc phải cho cái bé này đi vô đi ha.
con này dù sao rồi nó mới nhưng mà nó thua con kia. Con kia là hàng nóng hổi, còn con này là nó nguội hơn chút xíu rồi. Action, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, xem sức mạnh của bé Colorful này như thế nào nha. Wow, rất là ghê gớm, lượng máu lên tới 36.000. Thử chịu một đòn của anh xem. What? 42k các bạn, lượng sát thương cực khủng đến từ thánh hỏa luôn. Trời ơi, anh mạnh dữ vậy anh. Rồi, quýnh như vậy thì cho cái bé Colorful ra còn biểu diễn được. Chứ quýnh theo cái kia là gắt quá. Màu sắc rồng. Ôi trời ơi, anh bạn chiến binh lao ra như một vị thần luôn. Anh mạnh quá cơ. Thôi, ôi dù sao em cũng level 25 mà em anh thích đồ với em à. Đó, mình xuống sát nó luôn. Chơi gọi là khô máu luôn các bạn. Rồi, và HNT về sau sẽ làm ra rất là nhiều tập video và nhiều tựa game khác nhau. Anh em thích về cái game nào thì có thể comment trực tiếp bên dưới video này luôn. Và HNT sẽ làm những cái tựa game mới cho các bạn xem cho vui nha. Mong anh em hãy ủng hộ mình bằng một nút like nhỏ bé. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tiết mục biểu diễn của Colorful. Kaspar đang lao ra, anh ấy đang cố gắng thể hiện sức mạnh của mình. Và chúng ta được đam lên bao nhiêu đây? 7.300. Thôi ôi, em bị thiếu xíu anh ơi. Thiếu xíu này lên tới chữ B trừ rồi, trong khi chúng ta chưa có chữ. Một cái sự gọi là thua thiệt khá là nặng luôn. Thần mặt trời tung chiêu và chắc chắn một điều rằng hốt hai cái mới hạ được cái bé hắc ám này. Ten 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 ten. Ok. Action. Trận này thì cái đội hình này nó cũng hơi bị gắt chút xíu, nhưng mà theo mình nghĩ đó thì 20.000 về là vừa rồi. Em Colorful sẽ lao ra và tung cái tuyệt chiêu đam cao nhất của chú ấy, đó là tuyệt chiêu lá 4k. Trời ơi, nó mạnh lắm cơ, nhưng mà nó có thằng mạnh hơn mình. Người ta có một cái câu rất là hay, đó chính là núi này cao còn có núi khác nó cao hơn. Đúng rồi. Và bây giờ ôi, gặp ngay hàng khủng luôn. Anh bạn gọi là thần Aladdin. Đây là cây đèn thần các bạn. Rồi, nhận được 3 viên. Wow, và hắn ta đã giành được tới 57 viên game rồi. Và chúng ta đã lên tới level 33. Mình tính là mình lên level rất là nhanh luôn á. Mình mua mấy cái con rồng này về và mình nở nó ra, cho nên nó là level của mình lên rất là nhanh hơn so với những cái bạn. Ok, đợi những con rồng rất là lâu, hay là lâu lâu mới mua được con. Mình cứ xuống sát miết mấy con L này. Alexander hạ gục thành công một bé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với 33. Anh bạn tiếp theo. Con này quýnh nó một cái cho nó tắt trước cái đã. 40.000. Tính ra con thánh hỏa lại trị được ông đệ. Ông đệ lại không quýnh lại con thánh hỏa mới đâu. Cuộc sống mà. Wow, và bây giờ cho Colorful lao ra, và khi cô bé được đam thì một hit luôn. Ôi, con này y chang như con ếch. Wow, cái miệng nó rất là to to, bự bự. Trời ơi, nó ủng ỉnh à. Xúc nó luôn em ơi. Victory. Ôi, chúng ta lên được cái chữ rồi. Mình lên một cái tầm cao mới cho cái bé Colorful. Color màu sắc. Và bây giờ giải nhiệt cuộc sống nè. Ha, cái gì giải nhiệt gì yếu dữ em em. Giải nhiệt cái gì đâu mà nó có 5.400 vậy. Nó còn 5.400 máu. Wow. Gắt 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 đây. Đó, quýnh như vậy là những cái bé mà thiếu chữ thì nó sẽ được bơm chữ lên. Con này mới có chữ C thôi. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ tới ông đệ. Ôi, con này 40.000 máu luôn kìa. Thôi ơi,
vui vậy? Level 25 max chữ A lên tới 40.000 máu. Victory nói chung là cũng nhẹ nhàng. Rồi bây giờ cái advance này thì mình không thể chơi được nữa rồi. Hết điểm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào một cái chỗ mới, một cái khu vực khá là hắc não. Na 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 action. Khu vực này là arena và HNT đang ở một cái tầm cao mới luôn. Đây, đam chắc chắn trên 10k chứ hả? 18 luôn các bạn. Chú ấy hiện tại đang là level 30. Không thể giỡn với em được đâu. Thần mặt trời. Một mình cưng ba các bạn. Thôi ôi, phải nói là sức mạnh rất là hắc não. Wow, chúng ta đang gặp một cái con hệ băng và level 27. Chú ấy đang có hai ngôi sao vàng rực luôn. Ngôi sao năm cánh. À, bé này không có thể hiện được rồi. Vậy thì thôi, mình sẽ nhờ rồng hoang dã ra. À, và bây giờ thử che cho cái bé này ra thể hiện xem. Chữ A cộng rồi. Và mình sẽ cố gắng mình cho nó lên cái chữ cao cao xíu. Con này hăm mấy ca máu lượt. Rồi ok. 16. Nhẹ nhàng thôi. Và các bạn xem video hãy cho HNT một subscribe nha. À, nhớ đăng ký kênh HNT Channel và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. À, để khi HNT ra video các bạn mới nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui được nè. Rồi còn bây giờ thì 14.000 máu là một cái lượng máu khá là cao. Rồi, chắc có lẽ là mình phải qua xài cái chiêu bèo nhất của mình đi. Thôi ôi, cái chiêu bèo nhất thôi là nó cũng hạ người ta mất tiêu rồi. Không dễ dàng để khống chế cái sức mạnh của mình. Rất là căng luôn. Robot hủy diệt 19k. À, như vậy thì chắc có lẽ là ui, một phát 18 luôn các bạn. Thôi ui, con này nó ghê gớm thiệt. Mình sẽ gom ghế mình gõ nó đây. Biết đâu xong trận này mình lên được tới chữ B trừ luôn á. Nãy giờ là mình dồn cho cái con thần mặt trời ăn rất là nhiều mạng luôn. Và mình nghĩ rằng nó sắp lên rồi. Nó sắp lên cái chữ B rồi. Son Goku Hensel. Xúc luôn anh ơi. 19. Trời ơi, mém tắt rồi. Chúng ta mà lên tới chữ C là con này nó tắt chắc luôn á. Thôi quá ngon cơm. Video cũng đã dài rồi và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.